Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 3 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 2, đó là kể lại một hoạt động em đã làm cùng những người thân trong gia đình. Với tuần 2 này thì chúng ta sẽ gồm có 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là nhận biết, nội dung thứ hai là phân tích đề bài, nội dung thứ ba đó là sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt và nội dung cuối cùng sẽ là phần luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng phần một. Phần đầu tiên sẽ là phần nhận biết. Trong phần nhận biết này thì chúng ta sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đó là em hãy đánh dấu tích vào những hoạt động mà em đã làm cùng với người thân trong gia đình. Ở đây thì cô sẽ có 4 bức tranh tương ứng với 4 hoạt động như sau. Hoạt động đầu tiên đó là hoạt động cả gia đình cùng nhau nấu ăn. Hoạt động thứ hai đó là cả gia đình cùng nhau đi mua sắm. Hoạt động số 3 đó là cả gia đình cùng nhau đi dã ngoại. Và hoạt động số 4 đó là cả gia đình cùng nhau đi tắm biển. Như vậy, ở trong 4 hoạt động này thì chúng ta đã cùng với người thân tham gia những hoạt động nào thì chúng ta sẽ đánh dấu tích vào hoạt động đó giúp cô. Tiếp theo ở ý B đó là em hãy viết lại những hoạt động mà em đã chọn ở mục A. Ví dụ như là chúng ta đã chọn những hoạt động mà chúng ta đã tham gia cùng người thân, đó là đi dã ngoại này và đi tắm biển chẳng hạn, thì chúng ta sẽ viết lại những hoạt động mà chúng ta đã chọn ở mục A vào ý B các em nhé. Cô lấy ví dụ như là những hoạt động mà em đã chọn ở mục A đó là hoạt động cùng gia đình đi dã ngoại và hoạt động cùng gia đình đi tắm biển, thì cô sẽ ghi đó là những hoạt động mà em đã chọn ở mục A là. Thì đây chính là câu trả lời cho ý B ở phần nhận biết, đó là những hoạt động em đã chọn ở mục A là dã ngoại và tắm biển. Thì chúng ta đã tham gia những hoạt động nào thì chúng ta sẽ chọn hoạt động đó và chúng ta sẽ ghi tên những hoạt động mà chúng ta đã tham gia vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần phân tích đề bài. Trong phần phân tích đề bài này thì cô sẽ có đề bài như sau. Em hãy viết 3 đến 4 câu kể lại một hoạt động em đã làm cùng những người thân trong gia đình. Với đề bài này thì cô sẽ có 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, dung lượng bài viết có mấy câu? Câu hỏi thứ hai, đây là dạng văn gì? Câu hỏi số 3, những việc em đã làm với người thân trong gia đình là gì? Đây là 3 câu hỏi trong phần phân tích đề bài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi trả lời lần lượt từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên, dung lượng bài viết có mấy câu? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đề bài. Cô có đề bài là em hãy viết 3 đến 4 câu. Vậy thì chắc chắn dung lượng của bài viết này là chúng ta sẽ được viết tối đa là 4 câu. Tức là chúng ta sẽ viết từ 3 đến 4 câu. Vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời đó là dung lượng của bài viết từ 3 đến 4 câu. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu hỏi số 2. Đây là dạng văn gì? Để trả lời được câu hỏi số 2 thì chúng ta lại tiếp tục quan sát đề bài để tìm ra câu trả lời các em nhé. Em hãy viết 3 đến 4 câu kể lại một hoạt động em đã làm cùng những người thân trong gia đình. Ở đây chúng ta thấy có sự xuất hiện của từ kể. Vậy thì chắc chắn với đề bài này thì chúng ta sẽ được viết dưới dạng văn kể. Vậy câu trả lời cho câu hỏi số 2 ở đây đó là đây là dạng văn kể. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 3. Những việc em đã làm với người thân trong gia đình là gì? Cô lấy ví dụ như là những việc mà em đã cùng làm với người thân trong gia đình đó là du lịch này và tắm biển, hay là những hoạt động mà em đã làm cùng với người thân trong gia đình đó là đi du lịch và tắm biển. Vậy thì cô sẽ có câu trả lời đó là những hoạt động em đã làm cùng với người thân trong gia đình là đi du lịch và tắm biển. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em trả lời xong được 3 câu hỏi của phần phân tích đề bài rồi. Bây giờ cô sẽ nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Câu hỏi đầu tiên đó là dung lượng bài viết có mấy câu? Và câu trả lời sẽ là dung lượng của bài viết từ 3 đến 4 câu. Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Và cô sẽ có câu trả lời đó là đây là dạng văn kể. Câu hỏi số 3, những việc em đã làm với người thân trong gia đình là gì? Và cô có câu trả lời đó là những hoạt động em đã làm cùng với người thân trong gia đình là du lịch và tắm biển. Thì đây chính là 3 câu trả lời trong phần phân tích đề bài. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt.
Ở trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này thì cô sẽ có 4 câu hỏi và các câu hỏi này thì cô sẽ có các câu trả lời gợi ý và dựa vào các câu hỏi và các câu trả lời gợi ý này thì chúng ta có thể dễ dàng viết được một đoạn văn từ 3 đến 4 câu để kể lại một hoạt động mà em đã làm cùng với người thân trong gia đình. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng câu hỏi một trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt này các em nhé. Câu hỏi đầu tiên: giới thiệu về hoạt động mà em đã làm cùng những người thân trong gia đình. Cô sẽ có các từ ngữ gợi ý như sau. Thứ nhất là hoạt động thì chúng ta sẽ có hoạt động đó là đi du lịch hoặc là đi biển. Thứ hai về thời gian thì cô sẽ có là tuần trước hoặc là năm ngoái. Thứ ba về địa điểm thì cô sẽ có ở bãi biển hoặc là bờ biển. Và người tham gia đó là bố, mẹ hoặc là những người thân trong gia đình. Vậy thì dựa vào câu hỏi và các từ ngữ gợi ý thì cô sẽ có một câu văn để trả lời cho câu hỏi đó là giới thiệu về hoạt động mà em đã làm cùng với người thân trong gia đình như sau. Tuần trước em cùng với gia đình đi du lịch ở bãi biển Nha Trang. Như vậy, hoạt động mà chúng ta tham gia cùng với người thân trong gia đình đó là đi du lịch. Có hoạt động đó là hoạt động đi du lịch này. Tiếp theo, và thời gian chúng ta tham gia vào cái hoạt động đó, đó là vào tuần trước. Ở đây sẽ là thời gian. Tiếp theo là địa điểm mà ta đi du lịch đó là ở bãi biển Nha Trang. Và cuối cùng là chúng ta đi cùng với ai hay là những người tham gia là với ai, đó là với những người thân trong gia đình của mình. Như vậy với một câu trả lời này thì cô đã trả lời được cho tất cả các từ gợi ý về hoạt động mà chúng ta tham gia cùng người thân trong gia đình là hoạt động gì này. Chúng ta tham gia hoạt động đó vào thời gian nào này. Và địa điểm chúng ta tham gia hoạt động đó là ở đâu này. Và chúng ta tham gia hoạt động đó với những ai thì chỉ với một câu trả lời ngắn gọn là chúng ta đã trả lời được cho tất cả những cái gợi ý ở trong câu hỏi số 1 này rồi các em nhé. Vậy là để trả lời được cho câu hỏi số 1 này thì chúng ta cần phải nhớ là trong câu văn chúng ta phải có tên hoạt động này, có thời gian diễn ra hoạt động này, có địa điểm của hoạt động đó này và những người tham gia hoạt động đó là những ai các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2. Em và gia đình đã chuẩn bị những gì cho hoạt động đó? Đó là em và bố mẹ đã cùng nhau mua sắm rất là nhiều đồ đạc, ví dụ như là quần áo này, đồ ăn này, phao này, hoặc là đồ chơi. Như vậy, để chuẩn bị cho hoạt động đó hay là để chuẩn bị cho chuyến đi đó thì chúng ta đã chuẩn bị những đồ dùng như là quần áo này, đồ ăn này, phao bơi này và đồ chơi. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3. Những việc làm cụ thể mà em và gia đình đã thực hiện trong hoạt động đó, tức là trong cái chuyến đi du lịch biển đó thì chúng ta đã làm những gì? Thì ví dụ như là đi biển thì tất nhiên là chúng ta sẽ đi tắm biển này, chúng ta sẽ xây lâu đài cát và sẽ có rất nhiều các hoạt động khác nữa. Và với câu hỏi này thì cô sẽ có câu trả lời như sau. Đó là khi đến nơi em và gia đình đã cùng nhau tắm biển, chơi đá bóng, xây lâu đài cát và ăn rất nhiều hải sản tươi ngon. Như vậy là những cái việc mà chúng ta đã làm trong chuyến du lịch đó, đó là cùng nhau đi tắm biển này, cùng nhau chơi đá bóng này, cùng nhau xây lâu đài cát này và cùng nhau ăn rất là nhiều hải sản trong chuyến đi du lịch biển hôm đó. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 4. Suy nghĩ cảm xúc của em về hoạt động đó như thế nào? Và cô sẽ có các từ gợi ý như là vui vẻ này, thích thú và hạnh phúc. Thì với câu hỏi này thì cô sẽ có câu trả lời như sau. Đó là em cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi được đi du lịch cùng với gia đình. Thì đây chính là 4 câu trả lời cho 4 câu hỏi gợi ý trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Bây giờ cô sẽ nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa. Sau đó các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Câu hỏi đầu tiên đó là giới thiệu về hoạt động mà em đã làm cùng với người thân trong gia đình. Đó là tuần trước em cùng với gia đình đi du lịch ở bãi biển Nha Trang. Câu hỏi số 2, em và gia đình đã chuẩn bị những gì cho hoạt động đó? Tức là em và gia đình đã chuẩn bị những gì trong chuyến đi du lịch ở bãi biển Nha Trang? Đó là em cùng với gia đình mua sắm rất nhiều đồ đạc như là quần áo, đồ ăn, phao, đồ chơi. Câu hỏi số 3, những việc làm cụ thể mà em và gia đình đã thực hiện trong chuyến đi du lịch ở bãi biển Nha Trang đó là gì? Đó là em và gia đình đã cùng nhau đi tắm biển, chơi đá bóng, xây lâu đài cát và ăn rất nhiều hải sản tươi ngon. Câu hỏi số 4, suy nghĩ cảm xúc của em về hoạt động đó, đó là em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cùng gia đình đi một chuyến du lịch biển ở Nha Trang.
Thì đây chính là 4 câu trả lời cho 4 câu hỏi ở phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần luyện tập bài văn mẫu. Với phần luyện tập bài văn mẫu này thì cô sẽ có đề bài như sau. Em hãy viết 3 đến 4 câu kể về một lần em đi du lịch biển cùng với gia đình. Để làm được đề bài này thì chúng ta cần phải dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Bởi trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt thì chúng ta đã có 4 câu hỏi gợi ý tương ứng với 4 câu trả lời gợi ý. Và với 4 câu trả lời gợi ý này chúng ta sẽ viết được 4 câu văn để kể về một lần em đi du lịch biển cùng với gia đình. Và với đề bài này thì cô cũng sẽ có bài văn mẫu như sau. Các em hãy lắng nghe bài văn mẫu của cô các em nhé. Tuần vừa rồi, em cùng với gia đình đi du lịch ở bãi biển Nha Trang. Em và bố mẹ đã cùng nhau mua sắm, chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cần thiết như quần áo, đồ ăn, phao, đồ chơi. Khi đến nơi, em và gia đình đã cùng nhau tắm biển, chơi đá bóng, xây lâu đài cát, ăn rất nhiều hải sản tươi ngon. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đi du lịch cùng với gia đình. Thì đây chính là một bài văn mẫu kể về một lần em đi du lịch biển cùng với gia đình. Và đây chính là bài văn mẫu được viết dựa vào phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Thì tất cả những câu văn trong bài văn mẫu này sẽ được dựa vào những câu hỏi gợi ý và những câu trả lời gợi ý trong phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt các em ạ. Như vậy, để chúng ta có thể viết được một đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về một lần em đi du lịch biển cùng với gia đình, thì các em có thể dựa vào những câu hỏi và những câu trả lời gợi ý trong phần sơ đồ tư duy, cũng như là dựa vào hai bài văn mẫu trong phần luyện tập bài văn mẫu, để chúng ta tự viết được một đoạn văn ngắn từ 3 đến 4 câu kể về một lần em đi du lịch biển cùng với gia đình các em nhé. Phần luyện tập bài văn mẫu này cũng là phần cuối cùng trong tuần 2 rồi các em ạ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong toàn bộ bài tập ở trong tuần 2 này rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 3. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.